Vào trưa nay mùng 10 tháng 9, giàn giáo của công trình xây dựng văn phòng giao dịch, nhà khách lưu trú, Ngân hàng Công Thương Việt Nam đã bất ngờ đổ sập từ tầng cao xuống ngách 452/2 đường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nhiều tài sản của nhà dân xung quanh bị hư hỏng. Tại hiện trường, nhiều thanh sắt của giàn giáo bị gãy đổ ngổn ngang. Nhiều đồng hồ công tơ điện cùng một chiếc điều hòa của nhà dân lân cận bị khung giàn giáo đổ xuống gây hư hỏng nặng. Đường dây điện trong xóm bị cuốn đứt, nhiều hộ dân trong khu vực bị mất điện. Thời điểm xảy ra tai nạn vào giữa trưa, công nhân đang nghỉ làm nên không có ai bị thương. Công an có mặt để phong tỏa hiện trường sau khi xảy ra vụ tai nạn. Đến 14 giờ chiều nay, công nhân ở công trình đã dọn dẹp hiện trường. Nhiều người dân cho biết, giàn giáo trên được lắp đặt ở tầng 11 của công trình xây dựng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Nội số 36 thi công. Theo quan sát, tầng này hiện đang được thi công có độ cao khoảng gần hơn 30 mét so với mặt đất.